luyện tập chân. Đầu tiên, dang hai chân rộng khoảng gấp đôi vai. Bàn chân trái mở rộng 90 độ. Cánh tay trái nâng lên ngang vai. Ngón tay cái đưa lên. Bốn ngón còn lại nắm chặt. Tay phải cong lên. Bàn tay nắm lại. Thở ra một hơi. Từ từ cong chân trái khuỵu xuống. Duy trì nhịp thở. Hít vào, chân trái thẳng lên. Thân người thẳng trở lại. Thả lỏng hai cánh tay. Đổi hướng, làm lại động tác này. Bàn chân phải mở rộng 90 độ. Nâng tay phải lên, nắm chặt bốn ngón tay. Cong khuỷu tay trái lên và nắm chặt các ngón tay. Thở ra, nhẹ nhàng khuỵu gối chân phải. Thân người tạo hình cánh cung. Giữ yên tư thế, duy trì nhịp thở. Hít vào, thẳng chân lên trở lại. Thu hai tay lại. Thả lỏng người. Mời các bạn tập lại. Đầu tiên mở rộng bàn chân trái ra. Cánh tay trái nâng lên song song với mặt đất. Nắm chặt bốn ngón tay. Tay phải cong lên. Bàn tay nắm chặt lại ở phía trước. Thở ra, khuỵu gối chân trái. Trọng tâm thân người hơi từ từ hạ xuống. Chúng ta có thể cảm nhận được sức mạnh của phần đùi. Hít vào, thẳng chân trái lên. Thân người thẳng trở lại, thả lỏng. Đổi bên làm lại. Bàn chân phải mở rộng. Bàn chân trái thẳng. Tay phải nâng lên song song với mặt đất. Nắm bốn ngón tay lại. Nâng tay trái lên. Cong khuỷu tay. Và nắm chặt các ngón tay lại. Thở ra, khuỵu chân phải xuống. Duy trì nhịp thở đều đặn. Hít vào. Chân phải thẳng lên lại. Hai tay thả lỏng. Bài tập này có thể nâng cao sức mạnh của chân, phòng ngừa bệnh đau thần kinh tọa.